bơi đúng một nhịp, người cá sẽ được tặng quà đó. Đúng là như thế nào? Khi tay bung ra là ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào, lắc đuôi là không có co cái đầu gối lại nha. Cố gắng giữ thẳng đầu gối, nâng eo lên, duỗi người ra, ưỡn ngực lên khi kéo tay ngẩng mặt ha, làm cho đúng, cho đẹp, đúng kỹ thuật. Ok, Nori vô bơi cùng các bạn luôn nha, để lấy bộ bikini người cá thanh lam nha. 1 2 3 xuất phát.
Đúng rồi, Ruby thắng rồi. Rồi bây giờ tới phần thi thứ ba nha. Mai em cũng qua quận 2 á, qua trước Vico Garden. Ờ em thắng rồi. Phần thi thứ hai là cái bộ da cá thanh lam là dành về em. Phần thi thứ ba sẽ là vương miện tiên cá nha. Phần này sẽ đòi hỏi các em bơi ngửa người cá nhanh nhất á. Thì cũng có mấy em nhỏ không biết bơi nè. Rồi bơi ngửa nha. Rồi bắt đầu sát vô. Thì trong phần thi là mấy em phải đáp ứng được cái yêu cầu cuộc thi của anh thì mấy em mới thắng được món quà đó. Phần 2 là bạn Ruby thắng rồi. Ruby. Rồi cùng lấy tay bám vô thành đi mấy em. Bám tay vô thành. Xích qua đây đi, xích qua đây. Coi chừng bị đụng không? Rồi, có bạn nè. Mấy bạn kia không thi hả? Rồi, bắt đầu tương đếm nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Qua bờ bên kia trước là thắng. Khép tay giờ. Khép tay lại, vuốt nước hoa lại. Trời. Rồi Tion xin thông báo bạn Luna chiến thắng trong phần thi này nha. Tuyên trao quà nha. Chế. Ê, trao quà. Ruby đúng không? Rồi. Biến hình tiên cá thanh lam. Chào nha. Dạ rồi, giờ đi. Hai cái ba lô gì đó đuôi cá đó. Dạ rồi. Nha. Dạ rồi. Có ấy rồi. Nhớ không? Dạ. Cái bông lông gì đi ngoài công ty rồi. Dạ rồi. Ba lô tiện lắm anh ơi. Rồi. Vương miện của em. Vương miện đâu? Em đi đọc quyền. Đúng rồi, được rồi. Anh sẽ đưa vương miện cho em khi trên đường quán đến quán chay ngộ.